Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, anh phê phán việc giãn cách, anh phê phán chuyện tầm soát diện rộng, anh phê phán chuyện tiêm vaccine. Nhưng thưa anh Huy San, cả Hà Nội và cả nước đều biết thời gian vừa qua, tầm soát diện rộng và đẩy mạnh tiêm chủng vaccine là hai mũi giáp công quan trọng giúp Hà Nội lật ngược thế cờ và đạt được kết quả khả quan như ngày hôm nay. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của Viễn. Trương Huy San, mất dạy và lương lẹo khi viết về công cuộc chống dịch của Hà Nội. Mới đây, anh cựu nhà báo Trương Huy San, mà người đời vẫn hay gọi là Ô Xin Huy Đức, lại vừa biên tút nói về công cuộc chống dịch ở Hà Nội. Trong đó, anh ta nêu luận điểm rằng Hà Nội đã phóng đại hóa, khuếch trương hóa tình hình dịch bệnh của thủ đô để ngăn sông cấm chợ với người dân, để hạn chế người dân ra đường gây khổ cho dân. Với tựa đề ngăn sông đắp đập để chơi non bộ, Trương Huy San viết: gần 2 tuần qua, hàng trăm ngàn người dân phải chạy đôn chạy đáo xin giấy đi đường, dồn cục ở các chốt kiểm soát, hàng triệu người bị lôi ra khỏi nhà để chen chúc nhau xét nghiệm, chích vaccine, chứng tỏ nguồn lây nhiễm trong cộng đồng không hề hiện hữu. Không có gì bất ngờ cả, các chỉ số dịch tễ trước ngày 3 tháng 9 2021 đã cho thấy Hà Nội không hề bị Covid đe dọa như chính quyền phô trương. Vậy mà thủ đô vẫn bị giam hãm, dân sinh bế tắc, ngân sách tiêu tốn khổng lồ. Như các chuyên gia từng phân tích, Hà Nội tháng 9 không phải Sài Gòn cuối tháng 5, quyền lực và tiền bạc sử dụng không tương xứng, thì như Thủ tướng nói hôm nay, không phải là chống dịch. Hiện tượng này không thể dùng tích ngưu đao sát kê để so về độ ngông, phải nói là ngăn sông đắp đập để chơi non bộ. Đọc bài viết của Trương Huy San, thấy nó sai về khoa học và thực tiễn, nhưng quan trọng hơn là thấy rõ hơn sự đa nhân cách và lương lẹo của kẻ từng làm nhà báo và hiện nay đang được xem là khôn bẩn này. Tôi nói khía cạnh đa nhân cách trước. Tôi nhớ cách đây tầm 2 tuần, lúc dịch bệnh Hà Nội vẫn chưa hạ nhiệt như bây giờ, cũng chính Trương Huy San chứ không ai khác viết bài trên Facebook cá nhân của mình cho rằng Hà Nội đã bung, đã toan, chính quyền Hà Nội yếu kém trong phòng chống dịch bệnh. Thậm chí anh San còn yêu cầu ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch Hà Nội phải bị miễn nhiệm vì chống dịch kém. Ấy thế mà chỉ 2 tuần sau, khi Hà Nội đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, ra quyết định nới lỏng giãn cách xã hội một số quận huyện, thì anh lại quay ngoắt 180 độ. Cho rằng chính quyền Hà Nội phô trương dịch bệnh để ngăn dân, cấm dân, để giãn phí tiền của chống dịch. Sao mà tốc độ lật mặt của anh nó nhanh thế, không biết kiểu gì, anh cũng nói được, nói xuôi, nói ngược, và quan trọng nhất là tút nào anh cũng nhằm vào kích động dư luận công kích chính quyền thủ đô. Tất nhiên, cái luận điểm của anh thì sai lè lè. Anh phê phán việc giãn cách, anh phê phán chuyện tầm soát diện rộng, anh phê phán chuyện tiêm vaccine. Nhưng thưa anh Trương Huy San, cả Hà Nội và cả nước đều biết thời gian vừa qua, tầm soát diện rộng và đẩy mạnh tiêm chủng vaccine là hai mũi giáp công quan trọng nhất giúp Hà Nội lật ngược thế cờ và đạt được kết quả khả quan như hôm nay. Hà Nội không làm 3 cái chuyện chơi hòn non bộ như miệng lưỡi của anh mà người ta chống dịch khoa học, hợp lý, nhờ đó mà có được thành tựu. Anh ở thành phố Hồ Chí Minh và chỉ lên mạng chiếm gió, thế nhưng anh đâu biết người dân thủ đô đồng tình ủng hộ và hợp lực với các quyết sách của chính quyền thế nào. Xem ra tút này đã phơi bày bản chất con lươn của anh và chứng tỏ anh là một kẻ mất dạy về nhân cách đấy anh Sang ơi.